Chào các bạn nha, hôm nay mình đi chùa ở Sóc Trăng các bạn. Cái chùa này là chùa Sơm Gông vậy nè, cũng xây dựng mấy năm rồi các bạn, nhưng mà mình mới đi lần đầu tiên các bạn. Có ông Phật nằm rất là bự luôn, từ ngoài trước vô nè, đây là phía cổng đi vô nè ha. Lúc nãy mình vô mình không có quay rồi, này ông Phật nằm là tuốt ở ngoài sau. Ông Phật này rất là bự các bạn, không biết bao nhiêu mét nữa mà nó rất là bự, mà có cái đường lên trên ông Phật nữa các bạn. Rồi xung quanh này có người bán chả chiên nè, bán này kia kia nọ các bạn, đồ ăn vặt á. Ở đây mình đi lên trên ông Phật nè, mình thấy mình rất nhỏ bé luôn á. Đây thì bán bánh trứng trà bông, rồi đây thì có bán đồ lưu niệm nữa, rồi bán nước uống gì đủ thứ cho các bạn. Ngày mình đi lên ông Phật nè, ở trên ông Phật thì có hai cái đường đi, ở dưới một tầng và trên ông Phật một tầng, nhưng mà mình thấy rất là nguy hiểm các bạn. Ở dưới thì nó có chặn nè, ở trên đây thì nó không chặn, mà lo đi đi lo quay phim chụp hình, có khi bước hụt chân là té xuống dưới các bạn. Cái ông Phật thì cái mặt rất là tươi các bạn, rất là cao luôn, mình đứng ở dưới mình ngước lên mình quay không tới luôn. Cái mặt ông Phật rất là đẹp, ông Phật ông nằm nè. Rồi phía sau này là giường một ao sen các bạn, nhưng mà không có bông sen đâu, tại vì tháng này nó có lá thôi chưa thấy bông sen. Mình đi cũng 5-6 giờ chiều rồi nè, nó hơi tối nha, bởi vì quay nó không có được rõ lắm. Nó cái vườn sen, cái ao sen nè. Người ta đi rất là nhớ đông luôn các bạn, vừa đi vừa quay phim mà phải cẩn thận, nếu không là bước hụt chân là té luôn á. Đáng lẽ trên đây phải có thêm một cái lan can nữa cho nó chắc ăn các bạn. Ông Phật quá trời bự luôn, mình đi gần ông Phật á, mình thấy mình nhỏ như là hạt tiêu vậy. Còn ao sen thì rất là đẹp luôn nè, thấy không? Ở phía sau thì có nhà người ta, rồi có hoa vạn thọ nữa các bạn. Hoa đó người ta trồng hay người ta chưng thì mình không biết, thấy nhiều đó. Ông Phật ngay chính giữa, cái xung quanh là cái đường đi, rồi có cầu thang đi xuống nè các bạn, đi lên đi xuống nè, thấy không? Cái chùa này nằm trên đường đi chùa Đất Sét với chùa Phước Nghiêm các bạn, nó xa hơn chùa Phước Nghiêm chút. Mình thường thường đi tới chùa Phước Nghiêm là mình quay trở về, mình không biết cái chùa này đâu. Năm nay cháu mình nó dắt mình đi á các bạn. Cái chùa này cũng thấy cũng đông người các bạn, xe du lịch rồi đi vô tới trong luôn các bạn. Xe mình vô mình muốn gửi thì gửi, còn không gửi thì mình chạy thẳng vô chùa luôn không cũng được các bạn. Chùa này cũng dễ. Các bạn thử đi cho biết đi ha, trên đường chùa Đất Sét á, rồi đi thẳng lên chút, mình cũng biết đường nó là đường gì luôn nữa, lần đầu tiên mình đi luôn á. Đi tới chùa Phước Nghiêm rồi mình đi thêm một chút nữa, nó cũng mép bên tay trái luôn, cũng mép bên chùa Phước Nghiêm luôn, nhưng mà nó xa hơn chùa Phước Nghiêm chút.